Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Kon Tum được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc, có tiềm năng phát triển du lịch. Trong những nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch Kon Tum thời gian qua, có đóng góp không nhỏ của những người trẻ. Với lợi thế về sự mới mẻ, sáng tạo, những người làm du lịch trẻ tuổi đã và đang thổi những làn gió mới cho du lịch Kon Tum. Vậy người trẻ đã có những cái nhìn và cách làm du lịch như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị Kiều Đăng, chủ cơ sở làng hồ Tourist Coffee Homestay, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, để cùng lắng nghe câu chuyện về du lịch và cách làm du lịch ở Kon Tum dưới góc nhìn của những người trẻ. Đầu tiên xin cảm ơn chị Kiều Đăng đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Kon Tum. Thưa chị, câu hỏi đầu tiên là theo chị là một người trẻ làm du lịch thì chị nhận thấy là Kon Tum của mình có những cái tiềm năng phát triển du lịch như thế nào? Mình nhìn thấy được rất là nhiều điều kiện mà Kon Tum đang còn giữ được mà rất là nhiều nơi khác không có. Thứ nhất là văn hóa, thứ hai là thiên nhiên, thứ ba là về nông nghiệp. Những cái điều kiện đó là những cái cơ sở để mình có thể phát triển vượt bậc. Đó là những cái điều kiện mà và cái tầm nhìn mà mình nhìn thấy được là Kon Tum vượt bậc hơn những nơi khác. Chị đi rất là nhiều nơi nhưng mà không có đâu tuyệt vời bằng Kon Tum mình hết. Và con người ở đây cực kỳ thân thiện, là cái tiền đề rất là tốt để mình có thể bắt đầu đi cái lộ trình du lịch cộng đồng. Thưa chị, vậy thì trên cơ sở những cái tiềm năng mà bản thân chị đã nhìn thấy đối với cái việc phát triển du lịch của Kon Tum thì chị đã làm du lịch như thế nào? Cá nhân mình thì mình đã có cái lộ trình 10 năm rồi. 5 năm đầu tiên thì mình xây dựng một cái sản phẩm du lịch và cộng tác với người yếu thế trong xã hội là người khuyết tật với người đồng bào. Và sau khi những cái sản phẩm đó đã có chỗ đứng và có thương hiệu trên thị trường thì mình tiếp tục mình nhân rộng, mình phát triển thêm, mình xây dựng thêm những cái sản phẩm mới về homestay, về quán cà phê, những cái tour du lịch và mình training cho đội nhân sự để hiểu cái cách làm du lịch cho những cái tour, những cái sản phẩm của mình. Và mình xây dựng những cái cộng đồng, thí dụ như là thành lập hợp tác xã để kịp với cái lộ trình của các cơ quan ban ngành, của sở ban ngành đã đặt ra mục tiêu là mình song hành, mình đi chung. Dạ vâng, thưa chị, 2 năm vừa qua thì chúng ta đã trải qua một cái đợt bùng phát dịch Covid-19 rất là dữ dội và nó tác động một cách tiêu cực đến tất cả các nghề. Vậy thì đối với chị thì quan điểm của chị như thế nào về những cái cơ hội cũng như thách thức mà cái dịch Covid-19 đã mang lại đối với ngành du lịch? Con người của mình nó giống như là cỗ máy ha. Thì mình cứ chạy. Mình chạy và riết là mình quên mất mình là ai. Thì 2 năm dịch Covid nó là cơ hội để cho tất cả mọi người cùng chậm lại, bình tĩnh và nhìn lại. Thì những người còn được đi tiếp thì có rất là nhiều cơ hội để nhìn nhận lại, tái tạo lại và chỉnh sửa lại cái lộ trình cho mình, gọi là lộ trình cuộc đời đi. Ví dụ như những cái mà chị quan sát được á, là chị thấy cái việc mà người ta một cái chuyến đi du lịch người ta nó sâu sắc hơn, người ta lựa chọn quay về thiên nhiên hơn nè, người ta lựa chọn quay về bên trong, những cái khóa thiền, những cái khóa về trở về với thiên nhiên, trở về với cộng đồng, và thực dưỡng cũng được phát triển nè. Thì đó là một cái dấu hiệu để cho giống như Covid nó là một cái bước ngoặt để mình xây dựng. Thí dụ như trước kia, trước dịch thì mình cũng làm
hết tốc lực. Trên cơ sở mà chúng ta nhìn thấy những cái điều đó thì trong thời gian tới thì chị sẽ đặt ra một cái lý tưởng như thế nào về phát triển du lịch ở Kon Tum? Khi mà mình xây dựng nên cái làng hồ homestay, coffee homestay này á, là mình đã hình dung trong đầu là chắc chắn 3 năm sau xung quanh đây họ sẽ là. Thì bây giờ bạn nhìn thấy rằng là cái mô hình của mình rất là nhiều người đã rục rịch làm rồi. Đó, là họ vận dụng vật liệu địa phương nè, những cái có sẵn để tối ưu hóa về mức đầu tư và đa dạng hóa thu nhập, đa dạng hóa cái dịch vụ lên bằng nhiều hình thức khác nhau về sản vật, về ẩm thực, về các tour văn hóa chẳng hạn. Đó. Và không phải mất quá nhiều cái sự đầu tư cho hạ tầng. Rõ ràng. Khi mà mình làm làng hồ thì mình đã hình dung trong đầu là cái bức tranh của Kon Tum về du lịch Kon Tum 5 năm sau nó sẽ như thế này. Và bây giờ mình thấy rõ ràng nó đang đi theo đúng cái chiều hướng mà 5 năm trước mình đã hình dung ra. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Kiều Đăng đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum, và xin được chúc cho lý tưởng của chị sẽ trở nên thành công hơn và lan tỏa được nhiều giá trị mang tính bền vững và cốt lõi hơn nữa đối với việc phát triển du lịch của Kon Tum.